chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife com học khu Huntington Beach Union High School District. Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Đây là phần cuối cùng của Nhi Huyền và Lê Thái vào ngày chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi nói tới đột quỵ, cái điều này rất là nguy hiểm mà trước khi đột quỵ nó có những cái cảnh báo, nó có những cái dấu hiệu mà chúng ta phải cần chú ý. Thì ngày hôm nay Nhi sẽ đưa đến cho quý vị, ở trong gia đình Nhi cũng có người xảy ra bị đột quỵ rất là nhiều rồi thưa có một số người đã bị đột quỵ thưa quý vị, một trong hai người đã xảy ra rồi. Cho nên nhưng mà trước khi họ bị đột quỵ họ có những cái cảnh báo mà cái điều mình không chú ý để đi khám bác sĩ. Thì ngày hôm nay theo một báo cáo từ hiệp hội tim mạch, uh, mạch của Hoa Kỳ thì cái phần bất kỳ cái sự thiếu hụt thần kinh nào giống như đột quỵ cần đánh giá y tế khẩn cấp khi các triệu chứng đã giảm trong vòng một giờ thì nó giảm nó không có xảy ra nữa nhưng mà cứ để tiếp tục như vậy thì nó sẽ xảy ra mà xảy ra luôn đó thưa quý vị các triệu chứng tương tự như đột quỵ thường tan biến nhanh chóng khiến một số người họ nghĩ là ồ không đáng kể không có cần quan tâm nhưng việc can thiệp dẫn đến đột quỵ toàn diện và tổn thương nó sẽ xảy tới vĩnh viễn theo giám đốc của Dimitris Lopez đã cảnh báo và một trong những cái trên màn hình như cho quý vị thấy cái chữ viết tắt của TIA, TIA có nghĩa là Transition Ischemic Attack, đó là những cái cảnh báo, những cái dấu hiệu mà hay xảy ra chút 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 trong thường ngày của chúng ta mà nó cảnh báo là khi máu của mình nó không có để điều hòa đi lên trên não được thì viết tắt của cái chữ là TIA thì người ta nói rằng là ít nhất 240 000 Người ở Hoa Kỳ trải qua TIA mỗi năm, mặc dù con số này có thể cao hơn so với trường hợp không được chẩn đoán báo cáo cho biết nhưng có tới 18% những người bị TIA sẽ bị đột quỵ rất là lâu trong vòng 90 ngày với một uh, nửa số đột quỵ xảy ra trong vòng 2 ngày nên quý vị phải nhớ chú ý, việc xác định có thể khó khăn vì các triệu chứng thường biến mất vào thời điểm ngắn hạn và họ không có đi đi tới bác sĩ hoặc là kiếm tìm kiếm sự chăm sóc y tế nhưng chẩn đoán chính xác của thi IA và loại trừ các tình trạng khác rất là quan trọng có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc thích hợp ở trong tương lai một cách đánh giá toàn diện liên quan đến hình ảnh và xét nghiệm khác có thể giúp xác định các yếu tố tim hoặc thần kinh có thể gây ra tia và tăng nguy cơ đột quỵ trong tương lai và theo tiến sĩ Lopez nói đó là một cái lý do tại sao rất là quan trọng cho bệnh nhân trải qua các triệu chứng TIA tìm kiếm sự chăm sóc và đi đến bác sĩ ngay lập tức để mà khám hoặc đi vô phòng cấp cứu à, báo cáo khuyên những người đã trải qua TIA nên trải qua các quá trình phẫu thuật tim đầy đủ bao gồm điện tâm đồ để đánh giá nhịp tim sàng lọc À, những cái trung tâm những cái lọc rung của tâm nhĩ và bạn cũng có thể được uh, đi đến bác sĩ thần kinh khám trong tuần và ít nhất là trong vòng 48 giờ theo hướng dẫn khoảng 43% những người đột quỵ liên quan đến uh, bị máu đông cục <laughs> theo TIA theo cái chương trình của TIA và những cái luật của TIA thì đã ghi ở trên cái màn hình như thế này là trước khi bệnh nó có những cái cảnh cáo những cái warning thì cân bằng người có bị mất khả năng À, theo tổ chức đột quỵ thế giới ước tính tính là cứ 4 người trên 25 tuổi thì có một người sẽ bị đột quỵ trong đời. Gọi 911 ngay lập tức nếu mà bạn bị và dấu hiệu cảnh báo đó là viết tắt là FAST. Cái chữ đó là cân bằng người đó có bị mất khả năng phối hợp hay không? Mắt người đó có gặp khó khăn khi nhìn hay không? Khuôn mặt yêu cầu người đó miễn cười hoặc bên mặt của họ có rũ xuống hay không? Cánh tay và yêu cầu của họ giơ cánh tay lên có phải nó cứ bị rũ xuống và lời nói của họ có bị uh, bị lặp chữ và nói không rõ ràng bị lắp bắt và đau đầu khủng biết khủng khiếp luôn thì phải gọi 911. Người đó bị đau đầu khủng khiếp và cảm thấy như đau đầu tồi tệ, tức là vô cùng đau đầu luôn thì đều hãy đi đến bác sĩ hoặc là gọi 911 ngay. Tại vì cái triệu chứng đó đã xảy ra rồi, có những người mà khi mà họ sắp đột quỵ như trong gia đình của như là cái mặt của họ tự nhiên mà chuyển, họ bị méo xuống hoặc là môi miệng lắp bắp không nói được là nếu mà để lâu quá thì sẽ bị đột quỵ hoặc là bị uh, di chứng sau này rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền đã đưa đến những cái dấu hiệu mà để khi mà chúng ta mà cảm giác và chúng ta thấy những cái dấu hiệu này thì đưa bản thân của chúng ta hoặc là những cái người thân yêu của chúng ta mà dạ. có những cái triệu chứng này thưa quý vị để mà đến bệnh viện nhanh nhất để mà chúng ta tránh những cái trường hợp đột quỵ nó nguy hiểm đến tính mạng. Khi mà chúng ta đã bị đột quỵ rồi thì cái khả năng phục hồi rất là rất là lâu, Sorry, rất là khó nhận. rồi phải nó 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 lại bị lại tình trạng đó nữa thành ra là cũng nguy hiểm lắm thưa quý vị mà nó gây lên những cái gọi là À, cái cực khổ trong trong vấn đề mà chúng ta chăm sóc nằm một chỗ rồi đi đứng bj tất cả một cái cực khổ lắm quý vị yes. dạ vâng kính à, thưa quý vị có một số cái gọi là vĩ nhân một số danh nhân ở trên thế giới tổng thống hay là một số chủ tịch của những nước cộng sản nào đó chẳng hạn thì chúng ta hay nhớ đến những ngày sinh nhật của họ đúng không ừ. thường một số đất nước người ta kỷ niệm cái ngày sinh nhật của họ đến cái ngày kỷ niệm sinh nhật của người đó thì là làm cái ghê lắm thưa quý vị <laughs> nhưng mà chúng ta quên mất rằng có một cái người mà chúng ta nên kỷ niệm cái ngày mà người ta phát minh ra một cái vô cùng quan trọng cho thế giới này mà lại thái nghĩ rằng là cũng ít người người biết mà chúng ta không để ý chúng ta sống với những cái vật dụng đó mà chúng ta không hề để ý đến cái người đó mà hiện nay ở Việt Nam đang rần rần rộ rộ xe hình ảnh cái người đó để mà tôn thờ và kỷ niệm và cảm ơn cái người này ở wow. Hoa Kỳ chúng ta đó là ai đố chị mình chưa biết đúng không? Lê Thái chưa biết thưa quý vị để Lê dạ vâng Lê thái à, mấy ngày nay thì chúng ta thấy là nhiệt độ ở Việt Nam nó vô cùng cao ừ. nó nóng hừng hực thú vị và chỉ có một cái giải pháp duy nhất là chúng ta chui vô phòng máy lạnh thôi. Mà đố ai biết được cái máy lạnh là ai phát minh đâu. Một kỹ sư ở Hoa Kỳ của chúng ta trong à. năm 1902, tháng 7 năm 1902 thì kỹ sư tên là Willis Carrier. Ông này đã phát minh ra cái chiếc máy lạnh đầu tiên ở trên thế giới và đánh dấu cái gọi là cái sự kiện mà quan trọng nhất cho thế giới khi mà người ta đang sở hữu cái, cái chiếc máy lạnh mà chúng ta đang ở nhà nó chỉ thay đổi qua thời gian về cái kết cấu về cái cấu tạo bên trong cũng ừ. như là về cái chất lượng lạnh thôi nhưng mà cái quy tắc và cái quy trình cũng như là tất cả những cái ứng dụng về khoa học về nghiên cứu nó vẫn là cái phát minh của cái người đàn ông này đó là kỹ sư Willis Carrier thưa quý vị trong tháng 7 năm 1902 thì kỹ sư Willis Carrier đã thiết kế một cái chiếc máy gọi là giúp cho nhà máy in của ông hoạt động hiệu quả hơn vào cái mùa nóng. Và một kết quả đáng mừng là từ cái phát minh đó thì ông này đã giữ được cái mát trong cái mùa hè năm đó của uh, nơi cái chỗ, chỗ làm của ông. Vào bất kỳ ngày nắng nóng nào thì hầu hết mọi người chúng ta, mọi nhà chúng ta đều ở trong nhà để chúng ta tận hưởng cái máy lạnh, điều hòa wow. chúng ta bật điều hòa trong nhà lên. Và đó là một cái cổ máy được phát minh ra cách đây 121 năm trước mà Chúng ta quên hẳn đi cái người kỹ sư này đã dành biết bao nhiêu công sức, công tâm để người ta chế tạo ra cái máy lạnh. Và ông Richard Rackley là giám đốc điều hành của trường đại học công nghệ Fountainhead cho biết rằng là cái điều này cho phép xã hội của chúng ta hoặc bất kỳ xã hội nào, quốc gia nào đã hoàn toàn sử dụng điều hòa không khí mà đang sử dụng hiện tại. Chúng ta phát triển theo những cách khác nhau thì chúng ta nên cảm ơn cái người kỹ sư này. Tháng 7 năm 1902, thì kỹ sư tên là Willis Carrier đã thiết kế một cái hệ thống điều hòa điện khí hiện tại đầu tiên trên thế giới. Và cái thiết kế này nhằm giảm cái độ ẩm tại nhà máy in là Sackett and William ở thành phố Brooklyn của New York. Và ông nói rằng cái mùa hè năm đó nó nóng đến nỗi mà mực không thể nào dính vào giấy và trời vô cùng ẩm luôn, nó bị humid mịch thưa quý vị. Thì cái người kỹ sư này ông không biết làm gì, ông mới về nhà thì ông mới là phát triển một cái thiết bị có thể truyền không khí qua các cuộn dây được làm mát bằng cái chất làm lạnh và cái cái ông cái ông giám đốc điều hành này ông nói là ông đoán là đó là một trong những cái dụng cụ À, được gọi là nước và hút hơi ẩm ra khỏi không khí và để giúp cho nhà máy có thể hoạt động in trong cái thời điểm đó à, có một cái tác dụng đáng mừng đó là từ cái thiết kế đó thì cái nhiệt độ bên trong nhà máy tự nhiên người ta cảm giác là ô sao nó dễ chịu vậy sao nó mát hơn rất là nhiều và chẳng mấy chốc thì những cái chiếc máy lạnh đã được lắp đặt tại các nhà máy và doanh nghiệp khác nhau tại Hoa Kỳ và rồi lại được lắp đặt rất là nhiều tại ngôi nhà ở khắp nước Mỹ của chúng ta. Và phát minh của Carrier không chỉ là thay đổi cái cách mà chúng ta cảm nhận mà luôn cả cách chúng ta sống và cách mà chúng ta đang hoạt động ở cái xã hội hiện tại ngày nay. Mọi người chúng ta không còn ngồi ở cái cửa sổ để chúng ta hóng mát đến như, như hồi xưa. Hoặc là hồi xưa ở Việt Nam chúng ta hay bắt những cái đi văn ra ngoài giữa trời khi mà chúng ta có những cái cây rồi bắt đầu hóng mát mỗi khi mà cúp điện ra vườn ngồi trên võng, ra vườn ngồi trên võng đông đưa, rồi ngồi ngắm sông những cái nhánh được bình trôi ở ngoài sông ở miền Tây Tiền Giang, hay là ở dùng những dòng dùng sông vàm cỏ này nọ, à, hay là chúng ta phải ra ngoài ngồi, hay là những cái chiếc quạt mo, những chiếc quạt giấy mà mẹ chúng ta quạt mỗi buổi tối khi cấp điện. Ngày nay thì chúng ta sống với máy lạnh mà chúng ta quên mất đi cảm ơn cái nhà kỹ sư này cũng là em nghĩ là nên nội là một nhà khoa học thì đúng hơn, tại rồi. vì ông là người đầu tiên phát minh ra máy máy lạnh. Tháng 7 năm nay có nghĩa là chỉ còn hai tháng nữa thôi chúng ta kỷ niệm sinh nhật của ông đó. Wow. Cái ông kỷ niệm sinh nhật cái phát minh của ông. Là, phát minh. Cái phát minh của ông là tháng 7 nha quý vị. Thành ra à, nếu wow. mà tháng 7 quý vị nào mà cảm giác mà nóng quá thì có lấy hình ông ra mà chúng ta để chúng ta nhìn chúng ta cảm, để, ơn. cảm ơn. Khi mà chúng ta ngồi trong nhà chúng ta bật điều hòa, bật máy lạnh thôi quý vị. Có những cái là mình xài hàng mình xài hàng ngày mà mình quên Không đi mất những cái người mà họ sáng tạo hoặc là mình tìm hiểu là ai đã sáng tạo ra nó. Dạ vâng. Và mình cảm ơn họ đúng không Lê Thái. Ví, ví dụ như là quý vị đang ngồi xem tin tức Lê Thái đưa nè, quý vị cũng phải cảm ơn nhiều về Lê Thái đúng không? Tại vì đôi lúc thông qua cái kênh kênh truyền hình của Lido Saigon TV thì chúng tôi gửi đến quý vị những cái thông tin vô cùng bổ ích mà hầu như là ngay cả bản thân Lê Lê Thái và như Hiền cũng chưa được biết và quý vị cũng chưa được biết nữa. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nói về chứ quý vị cũng có cũng cảm ơn rất là nhiều và để những cái lời comment rất là dễ thương cho Như Huyền và Lê Thái và Như Huyền và Lê Thái cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau.